Xin chào các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay thì Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với các bạn một món cơm thố được sử dụng chung với lại nguyên liệu chính là thịt gà. Đó là món cơm thố thịt gà. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào bếp và chuẩn bị nguyên vật liệu để thực hiện món ăn này các bạn nha. Để làm món cơm thố thịt gà thì các bạn sẽ dùng khoảng nửa con gà, chúng ta lóc lấy phần nạc và một bộ lòng gà nữa. Phần xương thì chúng ta sẽ nấu nước dùng và nước dùng đó sẽ sử dụng chung với một lon gạo để chúng ta nấu thành cơm. Và như vậy đây là cơm mà Diệu Thảo đã chuẩn bị mà từ một lon gạo thơm chúng ta nấu với nước dùng gà. Ngoài ra các bạn còn cần chuẩn bị thêm khoảng 8 tay nấm hương, một củ hành tây, hành ngò. Ngoài ra chúng ta còn cần sử dụng thêm dầu mè, mỡ và xì dầu. Các loại gia vị thông thường chúng ta cũng sẽ sử dụng cho món ăn này. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chế biến món ăn. Giai đoạn đầu tiên là Diệu Thảo đã tận dụng là chúng ta đã lóc bỏ phần xương và dùng một lon gạo thơm. Để cho món ăn ngon thì chúng ta dùng gạo thơm để cho món ăn khi hoàn tất á, thì cơm sẽ có cái độ dẻo. Và đồng thời chúng ta dùng nước luộc gà, lấy xương để nấu nước dùng và chúng ta nấu cơm. Thì như vậy cơm sẽ có độ bóng nè và hơi có một chút vị đậm đà của gia vị trong đó. Thì khi mà nấu cơm các bạn cho một chút muối vào. Và bây giờ thì đầu tiên các bạn sẽ cắt phần thịt gà và phần lòng gà này ra để chúng ta ướp gia vị. Phần thịt gà thì chúng ta sắc lát mỏng. Tuy nhiên các bạn cũng nhớ lưu ý là khác với lại thịt heo và thịt bò, khi chúng ta chế biến thịt heo và thịt bò thì hết sức cẩn thận là chúng ta sẽ cắt theo sớ ngang để cho thịt được mềm mại khi chúng ta dùng. Nhưng đối với thịt gà thì các bạn nên cắt theo sớ dọc, vì cắt theo sớ dọc như vậy thì miếng thịt sẽ còn nguyên khi mà chúng ta chế biến, không bị nát, vì thịt gà thì rất là mềm. Bây giờ Diệu Thảo sẽ cho thịt gà vào một cái tô nhỏ và chúng ta tiếp tục cắt cho đến hết phần thịt gà mà các bạn đã chuẩn bị. Đến phần lòng gà thì các bạn nhớ lưu ý là lòng gà thường là chúng ta sử dụng 3 bộ phận. Thứ nhất là phần tim gà nè. Phần tim gà thì các bạn sẽ cắt đôi ra. Phần gan gà thì chúng ta sẽ cắt miếng vừa ăn. Chúng ta không cắt quá nhỏ phần gan gà, vì nếu mà cắt nhỏ quá thì khi làm món ăn xong thì gan dễ bị nát. Sau đó thì chúng ta sẽ sơ chế đến phần mề gà. Phần này là phần quan trọng nhất, là vì nếu mà chúng ta sơ chế không cẩn thận á thì món ăn của chúng ta bị hỏng ngay. Kế đó thì các bạn sẽ cắt ra thành miếng mỏng. Trong trường hợp mà chúng ta làm các món xào á thì các bạn còn có thể có một cái cách là chúng ta sẽ dùng dao chúng ta khứa những đường song song với nhau ở trên phần mề này. Rồi sau đó chúng ta mới cắt. Để khi xào miếng mề gà thì miếng mề gà sẽ bung ra như thế này, trông sẽ đẹp mắt hơn. Rồi một số miếng mề gà thì chúng ta sẽ khía những đường song song như thế này. Chúng ta tiếp tục cắt hết phần mề gà mà các bạn đã chuẩn bị. Mề gà là nguyên liệu hơi dai một chút xíu, cho nên khi cắt thì việc mà chúng ta khía những đường song song với nhau như thế này sẽ làm cho mề gà thấm gia vị và khi chúng ta xào mề gà cũng mau chín hơn. Như vậy là các nguyên liệu chúng ta đã cắt xong, sơ chế xong. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng phần đầu hành này. Chúng ta băm nhỏ phần đầu hành ra. Và Diệu Thảo sẽ sử dụng thêm một ít củ hành tây nữa để chúng ta ướp vào phần thịt và lòng gà. Chúng ta đập dập đi, xong rồi sau đó các bạn sẽ băm nhỏ như thế này. Nhưng mà các bạn cũng lưu ý khi chúng ta sử dụng những cái gia vị thay thế như thế này đó, thì mùi thơm của hành tây và đầu hành sẽ không có nồng bằng là mùi thơm của hành tím hoặc là tỏi. Cho nên khi ướp vào chúng ta sẽ ướp nhiều một chút xíu. Và lượng gia vị Diệu Thảo ướp phần hành tây và đầu hành này chúng ta sẽ ướp vào là khoảng 2 muỗng canh hành tây và đầu hành. Sau khi chúng ta ướp xong đầu hành và hành tây vào trong thịt và lòng gà rồi, bây giờ các bạn sẽ ướp gia vị vào. Phần gia vị chúng ta cho vào đầu tiên là khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê đường. Các bạn cho thêm một chút muối, rất là ít muối thôi. Khoảng 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1/3 muỗng cà phê tiêu. Cho tất cả các gia vị này vào xong, các bạn sẽ trộn lên cho thật đều. Và Diệu Thảo sẽ nêm thêm khoảng 1 muỗng cà phê xì dầu nữa. 1 muỗng cà phê dầu mè. Chúng ta trộn đều lên. Món ăn này khi mà chúng ta cho vào một chút xíu xì dầu sẽ làm cho món ăn có mùi thơm đặc biệt hơn.
Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị sang đến nguyên liệu củ hành tây. Củ hành tây thì chúng ta sắc muối. Các bạn nhớ lưu ý là chúng ta không sắc muối quá lớn, chúng ta cắt nhỏ vừa thôi. Đây là nguyên liệu mà chúng ta sẽ cho vào chung với là thịt gà để chúng ta xào, sẽ tạo nên độ giòn, tạo nên vị ngọt và làm cho món ăn của chúng ta phong phú hơn. Chúng ta ăn sẽ đỡ cảm giác ngán khi mà chúng ta ăn một món ăn toàn thịt. Đây là phần củ hành tây đã sắc xong, Dự Thảo cho vào đĩa nha. Nguyên liệu kế tiếp mà các bạn chuẩn bị đó là phần nấm hương. Và nấm hương khi mua về thì các bạn ngâm đi, cho mềm nở đi, và chúng ta sẽ cắt bỏ phần chân nấm. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt đôi phần nấm hương ra. Và bây giờ thì Dự Thảo sẽ cho phần nấm hương này vào một cái chén nhỏ. Và chúng ta sẽ cho một chút hạt nêm vào với lại một chút tiêu nữa. Chúng ta trộn đều như thế này thì mùi thơm của nấm sẽ nồng nàn hơn nhưng không quá gắt. Và đồng thời thì thấm gia vị cho nên ăn sẽ cảm thấy ngon miệng hơn. Cuối cùng thì Dự Thảo sẽ cắt phần hành ngò này ra. Hành ngò thì đơn giản là chúng ta sắc nhỏ thôi. Sắc nhỏ phần hành lá ra và cho vào đĩa. Như vậy là tất cả các nguyên liệu chúng ta đã sơ chế xong rồi. À, bây giờ thì phần cơm chúng ta cũng đã nấu sẵn rồi. Bây giờ các bạn đặt một cái chảo lên bếp để chúng ta chuẩn bị làm chín các loại nhân mà ăn kèm với lại phần cơm thố ngày hôm nay. Sau khi đã chuẩn bị xong hết tất cả các nguyên liệu rồi, bây giờ các bạn sẽ đặt một cái chảo lên bếp và chúng ta bật bếp lên để cho chảo nóng. Đây là phần cơm mà chúng ta đã nấu với một lon gạo thơm và với nước dùng gà nè. Mùi thơm của nước dùng gà hòa quyện với lại mùi thơm của cơm làm cho riêng cái phần cơm mà nấu với nước dùng gà không thôi như thế này cũng đã cảm thấy rất là ngon rồi. Và bây giờ chảo nóng rồi, các bạn sẽ cho khoảng 3 muỗng canh mỡ vào. Và phần mỡ này là phần mỡ mà Dự Thảo đã thắng trước từ nãy rồi. Và khi mỡ đã nóng rồi, các bạn sẽ cho một ít hành và tỏi vào, chúng ta phi vàng. Sau đó các bạn mới tiếp tục cho thịt gà và lòng gà vào. Thịt gà và lòng gà là hai nguyên liệu mà khi chúng ta cho vào xào chung với lại mỡ và hành tỏi phi đó, thì các bạn nhớ lưu ý là chúng ta sẽ phải xào cho thật kỹ nha. Và chảo cũng phải thật nóng. Hành và tỏi đã bắt đầu vàng thơm, màu vàng nâu nhẹ đã bắt đầu chuyển qua rồi, thì lúc đó chúng ta trút hết thịt gà vào. Cho hết luôn tất cả những cái phần hành băm mà chúng ta cho vào lúc nãy và phần gia vị vào, đảo đều như thế này. Khi xào thịt gà và lòng gà, các bạn nhớ lưu ý là chúng ta xào cho thật kỹ, cho thật chín, chứ đừng xào chín tái vì như vậy món ăn sẽ không ngon. Chúng ta đảo đều một lát thì các bạn nhìn thấy là những phần thịt gan gà cũng như mề gà nè, bắt đầu chín, bắt đầu săn lại. Khi gan gà và thịt gà đã bắt đầu chín rồi, các bạn sẽ tiếp tục cho nấm hương vào và chúng ta xào chung. Chúng ta xào chung ở giai đoạn này thì nấm hương sẽ hòa quyện mùi vị với lại gan và thịt gà và đồng thời gia vị thấm vào hơn. Sau khi tất cả các nguyên liệu chín đều, bây giờ là mình cho hành tây vào. Hành tây là nguyên liệu chúng ta cho vào sau, là vì lý do là hành tây mau chín lắm. Cho nên là khi thịt gà và lòng gà cũng như nấm hương chín rồi, các bạn mới cho hành tây vào. Đảo đều một chút xíu thôi thì các bạn thấy là hành tây chín ngay rồi nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho thêm một chút dầu mè. Dự Thảo sẽ cho một chút dầu mè vào ở giai đoạn cuối cùng để tăng thêm hương thơm. Rồi lại cho phần hành lá và ngò rí này vào. Bây giờ tắt bếp được rồi đó. Chúng ta tắt bếp và xóc đều lên một lần nữa. Như vậy là phần thịt gà, gan gà đã chín và hoàn tất. Đến giai đoạn cuối cùng là giai đoạn chúng ta hoàn tất món ăn. Rất là đơn giản thôi các bạn. Chúng ta đặt một cái thố lên bếp. Các bạn sẽ bật bếp lên trước. Và chúng ta cho cơm vào. Để cho cơm nóng trở lại. Vì phần cơm này các bạn đã chuẩn bị từ trước rồi. Chúng ta để lửa nhỏ thôi. Và cho cơm vào. Cơm chúng ta đơm vào gần đầy thố. Và khi có hơi nóng thì các bạn có thể nghe những cái tiếng lách tách của những hạt cơm đó, là do cơm chúng ta nấu với nước dùng gà cho nên có một tí mỡ gà ở trong đó. Khi gặp nóng á, sẽ có những tiếng lách tách như vậy. Và phía bên dưới đáy của thố cơm khi chúng ta dọn lên sẽ có một lớp cháy thật mỏng và thấm gia vị thật ngon. Và gia vị đó thấm vào từ đâu? Đó là từ cái phần thịt gà và lòng gà mà chúng ta để lên trên như thế này.
Khi chúng ta xếp phần thịt gà và lòng gà lên trên thì phần nước gia vị mà chúng ta ướp vào trong thịt gà cũng như khi chúng ta xào á sẽ thấm dần xuống dưới cơm. Và các bạn có thể nghe những cái tiếng lách tách nho nhỏ của phần cơm ở phía bên dưới. Thật là đẹp, thật là hấp dẫn. Và bây giờ thì các bạn đậy nắp lại. Trong khi chờ cho phần cơm nóng thì bây giờ Diệu Thảo sẽ chuẩn bị một chén nước tương với ớt sắc khoanh để chúng ta dùng kèm với lại món cơm thố thịt gà này. Rồi, nước tương và ớt sắc khoanh để dùng kèm. Và bây giờ cơm đã nóng rồi, các bạn sẽ tắt bếp và cho thố cơm lên đĩa. Và như vậy là món cơm thố thịt gà đã hoàn tất rồi. Bây giờ các bạn mở nắp ra thử để xem món ăn như thế nào nha. Và bây giờ cuối cùng thì các bạn sẽ đặt lên một nhánh ngò nữa thôi. Một nhánh ngò nữa thôi. Và mời cả nhà cùng thưởng thức. Chúng ta sẽ đặt một cái nắp thố kế bên như thế này. Một món ăn vừa đẹp, vừa xinh, vừa tổng hợp tất cả những hương vị trong đó. Và chắc chắn sẽ là một món ăn làm cho các thành viên các bạn hài lòng. Hy vọng các bạn sẽ thành công với món cơm thố thịt gà của ngày hôm nay.